Hello, xin chào tất cả anh em nha. Rất vui khi được gặp lại anh em. Mấy hôm nay mình cũng có công việc bận đi giao máy ở Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh thì không có lên clip được cho anh em. Thì bữa nay mình dành chút thời gian để giới thiệu với anh em một số mặt hàng mới nha. Thì anh em theo dõi chi tiết nha. Đầu tiên mình giới thiệu với anh em ha, hai nút này là nút kèn. Cái nút đề của quay 125. Nút này là nút màu vàng zin nha của Thái. Một nút là 120.000 anh em. Lên xe rất là đẹp, mình đang lên chiếc xe quay của mình. Đây là tem thông số. Tem này thì có 5 miếng anh em, một bộ nó 5 miếng. Thì một bộ như vậy là 180.000. 5 miếng nó có tem gấp nè, chữ Honda đó, chữ Thái nè, tem cặp te, tem thông số dán trên cái bờ cổ. 5 miếng chỉ có 180.000 thôi. Mình về được ít ron máy. Ron này là ron bên đắp nồi. Thì một bộ như vậy là 350 nha anh em. Một bộ nó gồm 3 miếng gon nắp nồi nè, gon chân lòng và gon gon lửa. Bộ nó 3 miếng 350. Còn anh em mà mua lẻ thì giá nó khác nha. Mua lẻ là nó ra tới ra 400 lận, tại miếng này 200, miếng này 100. Lắp vừa cho Future Neo, Future X, Future 2 luôn nha anh em. Bình xăng của quay 110. Đây. Nắp này như cũ nha, lắp vừa cho quay game phụ trợ. Nắp này chỉ có 120 thôi. Hàng mới. Thái. Nhu cầu anh em đặt kèn bên mình á, nhưng mà kèn tháo xe mình bán cây 250 á. Hiện tại nó không đủ giao cho anh em nên mình mới lấy thêm hàng mới về. Cũng cái loại kèn của Rim 125 luôn anh em. Hiện này là 280 cây. Về chỉ được thôi 2 cây. Hiện tại về chỉ được 4 cây thôi nghe nè. Tính theo xe. Cái hiệu của nó đây. Hàng đẹp nha. Nhưng mà nó có chạy bên đây. Thì một cặp thường thường là 300. Mình bán với giá là 200 ngàn. Như cặp kiến chạy nghe nè. Đây là gỗ quay 125. Mẫu Q2 với mẫu neo. Xe chung. Hàng Thái nha anh em. Cái gì là 350. Đây là ba cặp phục. Cặp phục bên đây là cặp phục quay ý hàng 10, loại xài đồng hồ điện tử. Cặp phục bên đây là cặp phục quay 125i. Loại xài về đồng hồ cơ của Future LED nha. Future X rồi đó, xài chung. Hai bên đây là hai cặp mới. Một cặp bên đây là 1.950.000, cặp bên đây 1.700.000. Nhưng mà hiện tại nó có chạy bên đây nè anh em, vận chuyển về á, thì nó có chạy, mình đang bán giá sale chỉ 1.500.000 thôi, chạy ngay chân miếng nha. Đây đây, dưới đây miếng có hai chỗ thôi, sừng zin thì zin chứ có quấn về nó chạy nè. Phục zin 125 2022, sừng zin thì zin có chạy, chạy bên đây bình thường là một cặp 1.700.000, nhưng cặp này chạy còn đẹp nha anh em, nhìn ốc tán này. Mình bán giá 1.500.000, nói chung là hai cặp này bằng giá 1.500.000 nè. Phục rim 125 anh em, phục này là phục 2022, lắp dừa cho quay game phụ trợ thì đưa vô thì nó cái chân nó hơi ngắn nha. Cặp này 2022 nè, mình nó mắc người, mình đang bán giá với 1.300.000. Còn cặp bên đây đẹp hơn, đẹp hơn giá 1.400.000. Tất cả đều không không bể nhựa nha, chỉ có chạy thôi, chạy nhẹ, mình không có tẩy rửa, không có ấy dầu, giờ thấy nó dơ thôi. Cái mã của nó là 52400,
Cái mã này là của chiếc rim spare, rim FI chứ. Xin lỗi. Để mình quay lại cho anh em xem ha. Đây là cặp buộc rim spare. Thì nó cũng có chế độ tăng đưa một người hai người như của rim 125, nhưng mà nó là ống si. Đẹp ha. Trong hộp luôn. Thì giá của nó hiện tại là 1 triệu 6 nha anh em. 1 triệu 6. Nhưng mà nó cao hơn của rim 125 chút, anh em thấy không? Vậy anh em nào mà gắn vô mà sợ rim 125 sợ thấp á thì cứ gắn cái này. Còn bên đây là buộc cúp FI. Buộc cúp FI hiện tại mình đang bán giảm giá để mà dọn kho. Giá một cặp chứ nó của nó chỉ có 1 triệu 2 thôi, không bao ship nè. Tất cả các mặt hàng mà mình báo giá là không cộng giá ship vô. Thì vậy anh em sẽ mua hàng sẽ phải trả phí ship. Đây là cái giá của quay 2.3, quay 125 á, quay đồ vô á, tiền cái gì là 350, hàng Thái nha anh em, hàng Honda Thái, trong hộp. Bên đây là cái của Phú 2, cũng của Thái luôn, Thái của tô đây. Em thấy cái mã nằm trên đây ha, một cái giống 350. Quay 125 mẫu Phú 2, da nó là da da cóc đây nè, nhám. Thì một cái hiện tại mình đang bán dọn kho giá 1.3 triệu, sắp tới là mình dọn lên thành phố anh em để gần gia đình. Hiện tại mấy đứa nhóc nó đang học ở thành phố, lên đó phụ vợ chăm với đưa nó đi học, không có bách yên anh em. Cô quay 125. Bô 125 mà của 2010 á, đời bô đen á. Tại mình không có xé bịch ra, anh em nào cần thì mình mới xé để cho anh em xem chi tiết. Còn đây là bô 125 bô si, bô này rẻ hơn, bô này dài chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Còn này thì 3 triệu tư. Nó trên lệch nhau hơn gấp đôi nha anh em. Không dĩ. Anh em muốn lắp dĩ thì tính tiền thêm. Đây là giò đạp rim 125, hàng tháo xe. Nói chung là hàng này mình đang giảm giá để dọn kho, giá 300 ngàn một cây. Toàn hàng đẹp không anh em. Lắp vừa cho Full Channel, Full Channel 2. Rim 125 này vẫn đang giảm giá, là hiện tại là 550 một cái anh em. 550. Tàn đời cao mà, 2022, 2021 mà. Cuối clip thì cũng cảm ơn anh em gần xa đã ủng hộ. Cảm ơn anh em, tất cả anh em đang xem video ha. Hẹn anh em vào clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.